Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Văn Tùng um, Sau đây sẽ là một cái video clip mình hướng dẫn các bạn Để cái cách các bạn có thể xem được các cái replay trên op.gg Hoặc là các cái trang web khác như là Professional Hoặc là các bạn có những câu hỏi liên quan đến việc làm sao để zoom cao màn hình lên một chút trong lúc xem replay Thì bởi vì những câu hỏi như vậy nó xuất hiện trong các buổi live stream của mình Mặc dù nó không phải là quá nhiều nhưng mà nó cũng rất thường xuyên Và vì trong lúc live stream thì mình không thể nào hướng dẫn các bạn được Do hướng dẫn thì nó sẽ bị mất thời gian và những khán giả muốn xem cái điều đó thì không nhiều nếu mình ngồi mình hướng dẫn các bạn thì nó sẽ là một cái rất là phiền cho những người khác người ta xem người ta chẳng có nhu cầu xem replay cả thế thôi mình làm riêng một cái clip này ra để các bạn có thể theo dõi à, mỗi lần mà ai đó hỏi tôi sẽ bảo các bạn lên xem cái clip này trên youtube của văn tùng vậy à, đỡ mất thời gian của người khác mà các bạn vẫn có thể uh, học được cái cách để có thể xem được replay một game đấu một cách um, dễ dàng nhất hoặc là nhiều khi các bạn muốn uh, làm channel YouTube về uh, replay ở tại ranh Hàn, ranh Việt hay cái gì đó thì các bạn có thể phát triển channel của bạn uh, dựa trên những cái tip và trick này. Ok, let's go! Ok, câu hỏi đầu tiên làm sao để room zoom cao hơn trong lúc xem replay. Zoom cao ở đây tức là so với góc nhìn uh, bình thường thì các bạn có thể zoom nó một cách gọi là không giới hạn, bạn có thể zoom cao, tút ngút ở tút phía trên để có thể theo dõi một game đấu được nó 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 tổng quan tổng thể hơn. thì đây là một cái à, thông tin thực ra nó rất là nó rất là mở cho các bạn nhưng mà các bạn chắc là không không thường xuyên tìm thấy thôi. các bạn uh, search uh, trên uh, Google cho mình là là Wiki nha các bạn, các bạn search là là Wiki và nó sẽ dẫn các bạn đến với cái trang League of legends fandom thì các bạn click vào đó. À, trong trang web này thì nó sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách search thôi nhá. Còn cái cách mà các bạn làm thì các bạn có thể uh, tự làm với mỗi máy khác khác nhau của các bạn. Thì uh, các bạn lên trên đây các bạn search giùm mình cái cụm từ spread, spread mode. Đó, các bạn search giùm mình cái cụm từ này, Spader mode. Đây là cái cụm từ sẽ cho các bạn đến với một cái kết quả đó là cái trang Spider Mode này của Red Game. À, trong cái trang này người ta sẽ hướng dẫn các bạn, các bạn kéo xuống phía dưới rồi mình. Nó sẽ có rất là nhiều những cái mode. Các bạn điều chỉnh nó ở đây nha các bạn. Các, các cái phím, các cái phím trong lúc replay thì các bạn có thể tự điều chỉnh bằng cách vào cài đặt. Thì ở phía dưới, gần dưới cùng á, gần dưới cùng ở phía dưới cái hình bàn phím này các bạn, nó sẽ có uh, zoom on the spider camera. Đó, cách để bạn có thể làm điều đó nó cũng giới thiệu ở đây rồi thì các bạn có thể đọc và tự uh, tự cài đặt riêng với mỗi máy khác nhau thì nó chỉ là thay đổi một đoạn code ở trong một cái file uh, để có thể mở khóa được camera các bạn vui lòng mở cái file uh, red game league of Legends còn uh, sau đó thì các bạn uh, đây mình mở sẵn cho các bạn xem nhé mình sẽ vào cái uh, máy tính của mình để mình có thể uh, mở cho các bạn về cái file này thì uh, các bạn phải tìm đến đúng cái file của Red Game nha. Mình để ổ C thì phải Red Game. Không nhớ rõ cái đường link của nó như thế nào. Red Game League of Legends Config. Đây. Trong file này nó sẽ có một cái file như thế này này các bạn này. Nó có một cái file Notepad này. Các bạn có thể mở nó ra. Các bạn có thể open bằng... Uh, các bạn có thể uh, gọi là open with á. Thì các bạn mở bằng file Notepad nha các bạn đây nó có một cái file như thế này đây nó là nó là có những dòng rất là nhiều code khác nhau thì uh, trong cái đoạn code này các bạn tìm đến uh, bạn search cũng từ input ini cho mình làm luôn cho các bạn xem nhé uh, mất công nhiều bạn sẽ không biết bạn nhấn Ctrl chọn f input ini đó các bạn uh, search như vậy thì ở ngay phía dưới này, này các bạn nó sẽ có những cái dòng code như thế này thì các bạn s ép thêm đây là dòng, dùng từ là ép thêm nha các bạn ở bên dưới chữ game event setting add the following đây các bạn copy từ cái mở ngoặc name uh, f uh, extended zoom uh, các bạn copy đến hết dấu phẩy này thì thôi nhá các bạn copy đến hết cái dấu phẩy này thì thôi sau đó thì các bạn uh, cái cái control z này là cái mà các bạn có thể gọi là dùng để uh, setting xem cái phím nào để dùng là cái phím để bật zoom out khi bạn vào game khi bạn nhấn cái tổ phím đó thì nó sẽ zoom cao lên cho các bạn thì các bạn để luôn như vậy cũng được các bạn để ctrl cho z cũng được vào game bạn chỉ việc nhấn ctrl cho z để thay đổi thôi à, copy đến dấu phẩy này nha thì các bạn à, nhớ làm sao mà cái ở bên với cái game event setting thì nó là bên dưới cái dòng này, này các bạn các bạn để ở các bạn có thể copy nó và các bạn để ở phía dưới cái dòng này thì làm sao các bạn điều chỉnh làm sao cho nó giống giống những cái, cái dòng trước là được à, mình có lưu sẵn một cái file như thế rồi mình cũng không không nhớ là mình đã sửa cụ thể nó như thế nào thì để mình xem mình mở lại xem đây mình có lưu sẵn một cái file notepad như thế đây và trong cái file notepad này thì uh, mình đã lưu sẵn nó như thế này đây mình đã ép nó như thế này đấy các bạn các bạn có thể nhìn uh, mình ép như thế nào thì mình các bạn ép như thế nhá bởi vì cái dòng các bạn copy á cái dòng mà các bạn copy á thì nó sẽ là một cái dòng liền mạch nhưng mà trong cái code này thì mình cứ để mình sợ là các bạn nếu mà để copy một cách bình thường thì nó sẽ không zoom cao được thì các bạn có thể thử cái cách là làm y chang các cái đoạn cốt tương tự là như vậy thì các bạn để như thế này cứ các bạn xuống dòng bằng tab hay là bằng enter thì nó tùy các bạn nhé các bạn làm sao cho nó căn chỉnh cho nó giống với các cái dòng cốt ở phía dưới là được làm sao cho cái đoạn cốt mà các bạn vừa copy á nó 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 được nó được thể hiện giống với những gì đã có ở những cái dòng cốt tương tự ở phía dưới anh em làm và thử xem là có được không nhá tôi nghĩ là được tỷ lệ rất là cao và cái dòng cốt này nó sẽ đi theo cái cao của các bạn tức là các bạn dùng cao đó để có thể có thể theo dõi một game đấu thì uh, mode mốt bạn không cần phải mỗi lần vào nó sẽ có thể bị thay đổi nhưng mà mỗi lần vào tức là mỗi lần bạn vào ạc các bạn check lại cái file đó nó có thể nó sẽ reset lại từ đầu nhưng mà cái ạc cao của các bạn á nó vẫn sẽ lưu mặc định là cái tổ phím càn z đó sẽ dùng để zoom out trong những tình huống bạn gọi là xem game uh, đó là cái cách để các bạn có thể zoom cao lên uh, có thể thử đi thử lại để các bạn có thể chỉnh đoạn code làm sao cho nó hợp lý nhất cho nó đúng với hướng dẫn của Red Game để các bạn có thể zoom cao được còn đây là cái cách để các bạn có thể hiển thị các cái con rồng hay là con baron các thứ làm sao cho nó giống như xem giải thì cái này thì nó cũng không cần thiết lắm đến tôi thì tôi cũng không có sử dụng cái code này ở trong cái buổi livestream các ranh hàn bởi vì thực ra nó cũng không cần thiết đó nó cho các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang fanpage này nha các bạn còn cách để các bạn, ok, giờ chúng ta sẽ đến với cách để xem replay trên op.gg hoặc là xem replay của Ranh Hàn thì ở đây trả lời luôn là tôi không kinh doanh shop ạc nhiều bạn hỏi tôi làm sao để có ạc hàn em không có người hay quen bên hàn à, anh em mua ạc hàn ở shop nào thì xin nhắc lại là văn tùng không kinh doanh shop ạc văn tùng cũng không hề giới thiệu đến các bạn một cái shop ạc nào cả sau này các bạn mua ạc hàn ở đâu bị vấn đề gì thì văn tùng không giải quyết và cái ạc hàn hiện tại mình có là một bạn bên hàn tạo dùm dựa trên email của mình bởi vì bạn đó có số điện thoại như một số điện thoại bên hàn tạo được bốn năm ạc gì đó thì các bạn nếu mà có người quen bên Hàn thì có thể nhờ người quen bên Hàn confirm dùm, dùng, tạo dùm. Mình thì mình chỉ dùng để theo dõi game thôi nên là nó không có vấn đề gì cả. À, nếu các bạn dùng để chơi thì có thể dẫn đến trường hợp là bị quét IP hay là bị ban ạc cái đấy thì cái đấy là vấn đề của các bạn. Hoặc là các bạn có mua ạc cao ở shop ạc nào đó mà bị scam hay là bị mất ạc thì thôi coi như vứt. Thì uh, đấy là mình quan ninh các bạn thế. Thì các bạn mua ở đâu các bạn tự chịu trách nhiệm và mình không hề giới thiệu bất kỳ một shop ạc nào nha. Mình cũng không kinh doanh shop ạc nha các bạn à, uh, và mình cũng không dùng cái ạc này để chơi ranh hay gì cả nên là nó còn tồn tại rất là lâu theo thời gian thì uh, các bạn muốn trải nghiệm thì có thể bỏ ra tầm năm bảy trăm nghìn một cái ạc cao chơi một thời gian uh, lỡ mất thì coi như dùng năm bảy trăm nghìn đấy chơi cho vui rồi mất thì thôi còn nếu như các bạn nào mà thực sự muốn chơi hàng thì nên nhờ một người quen tạo dùm ạc cao ở bên hàn lỡ ạc cao có vấn đề gì thì người bên đó người ta cũng giúp đỡ cho hoặc là các bạn nào muốn đổi gió đánh ranh hàn để tránh việc bị ranh tô xích hay là tránh việc bị trẻ trâu các thứ thì tôi nghĩ là không nên bởi vì ranh nào thì cũng có nhiều trẻ trâu thôi các bạn sang bên hàn nhiều khi gặp trẻ trâu các bạn ức chế các bạn chửi nó không được nó lại còn ức chế hơn thế nên là tùy vào mục đích sử dụng thì các bạn có thể đầu tư sử dụng hoặc là như mình đã khuyên thì thôi cứ ở ranh việt mà chơi cho nó lành rồi đó là cái cách để các bạn sử dụng cao hàng còn bây giờ thì cách xem replay chúng ta sẽ đến với cách xem replay ở các cái bậc ở ranh hàn thì cách dễ nhất là là sở hữu một cao Hàn Quốc và mình thì mình có cao Hàn Quốc mình đã đăng nhập vào rồi đây thì nó sẽ có một cái lần tiếng Hàn như vậy để các bạn có thể theo dõi các cái thao tác của nó y chang ở server Việt thôi ví dụ như đây là chơi game thì ở đây đây là hồ sơ của cá nhân mình ở đây là bộ sưu tập ở đây là đây là bộ sưu tập đây là hồ sơ cá nhân ở đây là dương các thứ chìa khóa thứ ở đây đây là cửa hàng tất cả thao tác nó đều giống cả thôi. thì các bạn muốn xem thách đấu thì các bạn cứ click vào hồ sơ cá nhân sau đó các bạn click vào cái uh, bậc rank và các bạn uh, mở đến cái bậc gọi là bậc thách đấu thì nó ở đây. bậc thách đấu ở đây nha các bạn. bậc thách đấu ở đây. thách đấu đơn đôi là nó ở đây. À, đại cao thủ thì ở đây còn cao thủ thì ở đây. đó. thì các bạn có thể uh, dễ dàng theo dõi được những trận ở bậc thách đấu bởi vì ở bậc thách đấu nó mới có mắt nha các bạn. Thì những ai đang đánh ở bậc thách đấu nó sẽ có một con mắt ở cái bên Thì ở đây trong cái lúc mà tôi làm cái video clip này thì nó không có ai online cả Do bên server Hàn thời điểm này nó còn khá là sớm Thì không ai trong bậc thách đấu đang đánh ở đây cả Nhưng mà nếu như có người đánh á Thì nó sẽ có một con mắt kế bên Đây là uh, Kiyaya Nó sẽ có một con mắt kế bên để các bạn có thể click chuột phải và nhấn vào cái cuối cùng để xem Nó ít trang doanh Việt thôi, ở danh Việt lâu lâu nó sẽ có những trận mà nó đang đánh thì nó sẽ có con mắt Để các bạn có thể theo dõi các bạn click chuột phải và các bạn xem thì nó sẽ ra còn những cái game đang diễn ra ở trong cái gọi là pro player đó, thì các bạn cứ lên op gg các bạn uh, đây tôi lên tôi hướng dẫn các bạn luôn op gg bỏ cái spectator pro đi nhá bởi vì mới đầu các bạn vào op gg thì nó chỉ là giao diện như này thôi thì các bạn vào pro match thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái tuyển thủ đang đánh ở server hàn trong đội nào uh, Game game năm hay là reflect hay là aram hay là normal thì uh, các bạn theo dõi nếu ai đang online thì các bạn có thể truy ra xem bao nhiêu điểm uh, rất tiếc là thời điểm này thì chắc là không, không không có không có thách đấu để đánh để đại cao thủ thôi nếu như có thách đấu để đánh ở đây các bạn lên các bạn check cho danh sách thách đấu thì kiểu gì nó cũng sẽ ra là người đấy đang có con mắt ở kế bên thì lâu lâu nó uh, sau một khoảng thời gian nó sẽ ép năm lại thì các bạn cứ đổi thôi các bạn đổi xuống cái tab năm uh, um, năm 5 -5, uh, rank 5 năm sau đó các bạn đổi lên lại thì nó sẽ refresh nó, nó ép năm lại cho các bạn các bạn nhấn uh, đổi lên đổi xuống thì nó sẽ thay đổi lại cái con mắt đấy thôi và nó sẽ yêu cầu là tầm 3 phút sau khi game diễn ra thì nó mới có mắt cho các bạn xem nó sẽ bị delay 3 phút so với thời gian thực thì uh, các bạn có thể xem đầu tiên bằng cách đó là xem bằng client Hàn nếu có, nếu có account Hàn cách thứ hai các bạn có thể xem đó là tải replay về thì không phải là game nào nó cũng có replay ví dụ như server Hàn nếu các bạn đăng nhập vào cao Hàn như đợi mà bạn uh, muốn xem ông top một thách đấu chẳng hạn các bạn có thể vào uh, hồ sơ trang cá nhân sau đó các bạn đến lịch sử đấu để các bạn có thể check lịch sử đấu của ông này sau đó thì các bạn download cái replay về. Ông này thì ông ấy không đánh uh, này, mấy game normal thì không download được nha các bạn, chỉ có những game đánh rank thôi. Giờ xem uh... xem một cái replay thì các bạn cứ vào lịch sử đấu các bạn tải replay xuống, tất cả replay uh... cái này là phiên bản hơi cũ rồi anh em ạ. Ông top 2 đánh cũng ít nhỉ. Smoker đi. Cầu đang mới có đánh cái game nào không ta? Các bạn vào lịch sử đấu các bạn sẽ tải được replay về thôi. Đây, các bạn muốn tải muốn xem game này các bạn tải replay về các bạn click vào là xem được. Nó những game đấu rank nha các bạn nó đều open hết, những game normal thì không, ông normal aram thế thì không nha. Có đánh rank thì có nha. À, ngoài ra thì các bạn có thể xem bằng cách tải các cái replay về và đây là cái cách mà mình muốn hướng dẫn các bạn nhất bởi vì các bạn ở đây nhiều người sẽ nhiều người sẽ sẽ không có cao Hàn. Và cái này nó áp dụng cho kể cả bạn không tải client Hàn về cũng được luôn đó là vào những game đấu đang diễn ra thì các bạn cứ click vào đấy sau đó thì các bạn uh, nhấn spreader đây các bạn nhấn vào cái spreader này hoặc là kể cả những game đấu đã diễn ra rồi tôi lấy ví dụ game đấu của Faker chẳng hạn, game đấu đã diễn ra rồi thì nó vẫn sẽ có cái cái ô camera đây này các bạn này. Các bạn cứ click vào đây là nó sẽ tự động tải cái file replay xuống, chắc chắn các bạn sẽ tải được cái file replay xuống. Faker đánh 8 ngày trước nên hiện tại nó khác phiên bản và không xem được nha các bạn. Nó à, khác phiên bản cũng không xem được nha. Thì tôi lấy ví dụ một game Gumayushi đi. Thì đây cũng cái file này thì nó, nó cũng khá là giống với file professional thôi uh, Các bạn có thể lên professional và thấy những game đang diễn ra như thế này Hoặc là các bạn có thể search đến Những game đang diễn ra như vậy thì uh, các bạn cũng click vào Và các bạn sẽ có một cái chỗ để các bạn có thể xem Đó chính là cái chỗ để các bạn tải replay xuống Cũng là cái spirit uh, cái, 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 cái này Các anh em cứ nhấn vào mấy cái camera này nó sẽ tự động tải Nó sẽ tự động tải một cái file xuống Đây mình đã tải một cái file về rồi đây Và cái file này nó cũng khá là giống với cái file này Nó cũng là một cơ sở dữ liệu thôi hai file này à, mặc dù tải từ hai nguồn khác nhau nhưng sao nó khá là giống nhau và các bạn muốn xem reply trên professor cũng được nhưng tôi nghĩ là trên optg thì nó sẽ dễ hơn lua các bạn phải có cái file này các bạn mới chạy được nha à, như máy của tôi á, thì tôi không biết là do ngày xưa tôi cài đặt kiểu gì á cái này tôi cũng không biết nhưng mà tôi tôi, tôi nhấn một cái là nó nó chạy liền bởi vì chắc là do tôi cài cái ranh hàn rồi á nên là cái 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 client hàn rồi á trong này thì các bạn cũng có thể xem replay được bằng cách nhấn vào replay nha các bạn đó có hai cách các bạn có hai cách để các bạn có thể xem nó tải replay ở trên o professor hoặc là tải replay trên uh, OPGG thì trước đây tôi uh, không biết tôi cài đặt kiểu gì á mà tôi nhấn vào cái nó sẽ chạy liền tôi nhấn run một cái nó sẽ chạy cái game đó và tôi sẽ vào cái replay đấy liền và nó sẽ auto dùng client Hàn để xem nó hay một cái đó, nó sẽ auto dùng cái client Hàn để xem cái này tôi không biết là lý do tại sao uh, trước đây thì tôi không trước đây thì tôi không 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 làm được điều này nhưng mà trong một lần vô tình tôi click vào thì nó lại nó lại chạy các bạn các bạn nếu bạn các bạn thử xem nó có chạy hay không nếu bạn nhấn run mà nó chạy ra một cái đoạn uh... à, các bạn thấy không ạ và khi vào game thì tôi thường cần nhấn cản z để tôi zoom cao lên một chút như thế này đây cách bạn có thể zoom uh, vô hạn không zoom thấp được hết cỡ đâu nhưng mà zoom cao thì zoom cao đến đâu cũng được zoom cao đến đâu cũng được các bạn ạ có thể zoom cao lên để uh, theo dõi toàn mini map Uh, đây là cái cách để mình hay dùng, mình hay làm nhất. Còn nếu các bạn mà trong trường hợp các bạn nhấn run mà nó không chạy, á, mà nó ra một cái file, uh, file uh, comment thì uh, nó sẽ, nó sẽ có một cách khác để các bạn xem. Thì uh, mỗi cái file này mà mình tải về, á, nó sẽ chứa một cái đoạn code để các bạn có thể dùng nó để xem bằng client. Các bạn không cần trong trường hợp các bạn không tải client Hàn, thì các bạn vẫn có thể xem được. Đó là các bạn nhấn hiển thị trong thư mục và sau đó các bạn uh, nhấn edit thì nó vẫn sẽ là một file notepad giống như cái file mà hồi nãy các bạn uh, chỉnh sửa để zoom cao thôi trong cái file notepad này thì các bạn kéo xuống phía dưới dùm mình, uh, file này nó ngắn lắm kéo xuống phía dưới nó sẽ có đoạn code và cái đoạn code này các bạn sẽ dùng để có thể theo dõi cái game đấu đó đây là một đoạn code các bạn dùng để theo dõi cái game đấu đó mỗi game nó sẽ có một đoạn code khác nhau và cái đoạn code này thì các bạn cần phải Add nó vào trong một cái file Để các bạn có thể chạy Và tôi lấy ví dụ nhé Các bạn cần phải tìm đến đúng cái địa chỉ Của cái file LOL của các bạn trong máy á Thì ở đây mình có làm sẵn một cái ví dụ Là, là cái, 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 cái dòng này này là mình hay dùng nhất Để có thể trước đây lúc mà mình hay, hay xem bằng cái cách này á Thì mình hay dùng cái cách này này Mình hay dùng cái đoạn code này à, Mình sẽ cần đến một cái đoạn uh, code như thế này để có thể chạy một cái file ll mà mình vừa tải thì các bạn làm ơn tìm đến đúng cái file mà mình đang hướng dẫn bằng cách tìm trong cái máy tính của các bạn cái thư mục tìm đến cái file ll phải là cái thư mục tìm đến file l nha anh em nhé tôi sẽ ngồi tôi tìm lại xem đây garena ổ c garena game đây là liên minh đúng không liên minh à, sau đó thì vào thư mục 32787 à. 32787. Sau đó vào thư mục game và click of region. Sau đó vào thêm thư mục game nữa. Ok, đây là file Garena mà mình thường xuyên để thư mục l nha các bạn. Và trong máy các bạn sẽ có một cái file như thế. À, tôi không biết là cái đường dẫn các bạn để trong ổ D hay ổ C hay ổ nào thôi. Thì các bạn sẽ có một cái đường dẫn như thế này. Đó. À, sau đó các bạn uh, copy cái dòng này vào cho mình. Các bạn tạo ra một file Notepad nhé. Các bạn tạo cho mình một file notepad hoàn toàn mới nhé. Các bạn copy cái dòng link của cái đường dẫn này. Ổ C Garena Game 32787 Game. Các bạn phải tìm đến đúng cái 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 file LL của các bạn nhé. Các bạn tạo mới mình uh, cho mình một cái file notepad như vậy. Sau đó thì các bạn copy. Nó sẽ có một cái đoạn link application.exe.spectator. Các thứ, 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 thứ. Thì hồi nãy mình có cho các bạn xem ở trong cái file mà các bạn tải về á thì nó sẽ có cái đoạn league of legend up uh, league of chấm exe eh, sẽ đến cái đoạn bạn copy đến chữ KR đóng ngoặc kép bạn copy hết cho mình. Sau đó các bạn Nhả uh, nhà nó vào đây nhưng mà đừng quên là giữa giữa chữ game và giữa chữ league of Legends nó còn một dấu xẹt nữa nhá. Copy dấu xẹt ở trước đó nhà vào đây này anh em này. Và đừng quên đóng nháy kép ở đầu cho mình. Hai bên phải là hai cái nháy kép nha anh em nhé Hai bên phải là hai cái nháy kép. Đây là cái file mà mình đã có được uh, một cái đoạn code để mình có thể sử dụng. Và khi mà có đoạn code rồi, nhớ là hai dấu nháy hai bên cho không quên cái này cái là chắc chắn file nó không chạy được. Cái đường này cái đường link tối quan trọng để các bạn có thể vào game. Và mỗi game nó sẽ có một cái đoạn này nó khác nhau này. Thì các bạn uh, có thể copy từ cái chỗ nó khác nhau các bạn tôi nghĩ là copy từ chữ link origin là dễ nhất rồi. Mỗi cái file tải xuống nó sẽ có một cái đoạn code khác nhau để dẫn đến một game đấu khác nhau. Thì sau khi có cái đường link đấy rồi các bạn chạy vào cái mục run. Các bạn vào máy tính các bạn click chuột phải và các bạn nhấn run. Sau đó các bạn uh, nhà các đoạn code đấy vào. Đoạn cốt này nó sẽ chỉ chạy trong lúc mà bạn có được hai cái dấu nháy hai bên thôi. Đó, cái link mình có mình đã nhà vào trong cái đoạn run này rồi nhá, nhấn ok nó sẽ chạy. Và thường thì uh, nó sẽ chạy bằng uh, client Việt. Nếu tôi nhớ không nhầm là chạy bằng cái file này á, chạy bằng cái link of legend trong cái file Garena, nó sẽ chạy bằng client không phải là Việt mà là client Anh. Run tiếng Anh. Tớ không biết là có bị lỗi gì hay không bởi bên server hàn đang là 11.18 còn server Việt đang là 11. chấm oh, Ồ bị lỗi rồi các bạn. này chắc bị lỗi rồi. Server hàn và server Việt đang khác nhau, vì vậy tôi chạy như thế này nó sẽ bị mâu thuẫn về cái bản cập nhật và chắc chắn nó sẽ bị cái lỗi ở đây là lỗi màn hình đen, một cái lỗi rất quen thuộc. Nhiều bạn sẽ bị cái lỗi này thôi. Nhưng trong trường hợp mà nếu mà nó không bị chênh lệch cái 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 các bạn thấy không? tôi chạy server hàn nó vẫn bình thường. Nhưng khi tôi chạy vào server Việt nó đang 11.17 nó sẽ bị đen màn hình như thế này và đây là cái lỗi mà các bạn có thể gặp trong cái quá trình xem rank ví dụ như mà 15 ngày đầu bạn đang xem bình thường nhưng một ngày bạn bị màn hình đen anh ơi em nay em bị màn hình đen không biết làm sao tại sao chắc chắn nó có thể bị khác phiên bản đấy các bạn thì uh, có thể cái lỗi này là cái lỗi thường xuyên xuất hiện nhất mà trong quá trình các bạn xem ví dụ mấy mấy ngày trước các bạn đang không để ý thì nó sẽ có thể uh, chênh lệch like ở hai phiên bản server hà server việt thì trước đây nó là một tuần sau đó nó rút ngắn xuống còn một ngày và bỗng nhiên cái phiên bản 11.17 cho đến 11.18 thì nó lại kéo dài ra thành một tuần. Tôi cũng không hiểu tại sao đến ngày 14 chúng ta mới có được phiên bản update 11.18 ở tại server Việt nữa. À, nó gần gần một tuần. Thì đó là cái cách của các bạn. Các bạn nhớ lưu cái đoạn code này lại nha. Và sau này các bạn muốn xem một cái game nào đó các bạn chỉ việc tải cái replay xuống. Hay là mình thử tải một cái đoạn xong 11. Mình thử tải cái đoạn trong 11.17 xuống xem xem được không ha. Tôi sợ là để tôi tải thử xem. 9 ngày trước chắc chắn là 11.17 11, rồi Để tôi tải thử xem cho anh em nhé Đây các bạn cứ xem cái cách mình làm nhé Edit Run Tìm đến đúng cái đoạn uh, Lake of Legends Copy đến chữ KR thôi nhé Để lại uh, Sau đó thay nó vào cái đoạn code hồi nãy Thay nó vào cái đoạn này Mỗi game thì thay một đoạn mới Rồi ok uh, Copy nó và run nhả vào hộp run và nhấn ok để tôi chạy thử xem là nếu mà tải một cái phiên bản 11.17 bên hàn thì server uh, việt có xem được không vì viên hàn nó đã sang 11.18 còn server việt vẫn đang 11.17 xem được các bạn ạ à. như vậy là game đấu này diễn ra ở phiên bản 11.17 và tôi đã dùng cái client server việt đang là 11.17 để xem và nó xem ok đó bạn thấy không ạ âm thanh nó hơi to vào game thì uh, cái account này của tôi đang theo dõi server uh, Hàn á. Cái account tôi chưa cài đặt cái zoom cao nên là hiện tại tôi chưa zoom cao được. Và nó đi theo account nha các bạn. Các bạn cài đặt uh, làm sao thì làm cho nó lưu vào cái account Galena của các bạn á thì nó sẽ đi theo luôn. Và cái client đang chạy của cái file này là client uh, tiếng 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 Anh. Nó sẽ mặc định là tiếng Anh sẽ không có tiếng Việt tôi chưa thử chạy thử server Hàn bằng tiếng Việt xem nó như thế nào uh, thực ra thì có cách mốt uh, tiếng Hàn bc và Hàn nó sang tiếng Việt đấy nhưng mà tôi không muốn dùng thì các bạn có thể dùng cái cách này để theo dõi nếu mà trong trường hợp các bạn không có cao Hàn không có clan Hàn đây là cái cách mà mình rất, rất thường xuyên xem ở trong quá khứ nhưng bây giờ thì khi mà mình uh, có clan Hàn và mình uh, chạy được bằng cách nhấn chạy ngay lập tức sau khi đáo là cái pha này xuống á, thì mình không còn xài cái cách này nữa thì đây là cái cách mà các bạn có thể xem replay nha các bạn Lỗi thì mình bảo rồi đấy, lỗi thì chỉ là một các bạn quên quên ghép hai cái dấu nháy hai bên. Hai là các bạn thiếu một cái dấu xoẹt ở đây. Ba là các bạn đang bị khác phiên bản so với bên Hàn và các bạn không xem được. Thì uh, cái cách để các bạn có thể xem bên server Hàn khi mình đang ở server phiên bản 11.17 á thì uh, bạn phải chờ server Việt Nam update lên phiên bản 11.18 thì các bạn mới xem được hoặc là các bạn tạo một cái account bên server NA, server NA là một server mà nó 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 luôn luôn update bằng với server Hàn, thường thì nó trễ khoảng chừng mười mấy tiếng do cái khác biệt về múi giờ thôi. Thì các bạn có thể dùng server NA để xem server Hàn à, bằng cái cách tương tự như vậy, miễn là cái dòng miễn là cái dòng này các bạn. Các bạn dẫn đến đúng cái thư mục LL của NA là được nó sẽ chạy bằng cái server nó sẽ chạy bằng cái lần của NA và lúc đó thì nó sẽ bằng phiên bản với phía server Hàn. Đây là cách mà mình hướng dẫn các bạn nha. Hi uh, hy vọng là những cái bạn mà luôn luôn thắc mắc trong các buổi livestream của mình sẽ có một cái video clip để các bạn có thể nhìn vào đây và học và sau này thì uh, phiền anh em hạm đội có xem thì trong quá trình mình livestream mà có ai có hỏi á thì các bạn trả lời giúp mình là à, ừ đấy cái clip đấy mà xem Văn Tùng đã hướng dẫn ở clip đấy rồi đừng hỏi ở đây. Bởi vì trên các buổi livestream thì mình không có nhiều thời gian để mình có thể làm cái cách như thế. Cái kiểu các bạn tưởng tượng mỗi ngày trong một buổi livestream mà có một người vào hỏi Văn Tùng như thế và tôi lại phải ngồi làm lại cái thao tác đó đi đi lại lại sẽ có những người là ủa tôi có quan tâm đâu tôi chỉ vào xem đánh hàn thôi mà ông ngồi hướng dẫn cái này là cái gì tôi có quan tâm đâu thì nó rất là mất thời gian của nhau và nó bị ức chế nhau ra và thực sự mà nói thì nó hơi mất thời gian một chút ngày hôm nay thì mình cũng đã bỏ thời gian ra để làm video clip này hy vọng là mọi người sẽ không gặp lỗi quá nhiều trong quá trình xem replay và rất là cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip của văn tùng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các cái video tiếp theo bye bye